tổ chức học tập này tôi đã nghiên cứu trong thời gian qua, thì cái thực tế là có một cái thực tế là nó luôn luôn là những cái độ trễ, rồi là có những cái độ, có những cái khoảng cách về cái việc nghiên cứu, nhưng mà bản bản thân nó thì sẽ không bao giờ là thừa khi chúng ta nghiên cứu một cái nội dung cụ thể. Ở đây thì đầu tiên là những cái nghiên cứu cơ bản nhất về tổ chức học tập trong các doanh nghiệp, các tổ chức, cả những cái nơi mà được gọi là tổ chức, bản thân nó luôn luôn có những cái khái niệm cách thức khác nhau. Nhưng đa phần, kể cả Harvard, kể cả các trường đại học hàng đầu thế giới, đã nói rằng là tổ chức tập là một cái gì đấy nó vô cùng trừu tượng, nó khó giải thích, nó khó có thể mang ra thực hành. Và sau này thì những cái nghiên cứu đã cho thấy rằng là chỉ có những cái tổ chức nào thực sự nghiên cứu sâu sắc thì mới có tự biến biến chuyển và biến mình thành tổ chức học tập, để mà làm sao, cái câu nói rất là hay của Agrandin trong những cái giai đoạn khủng hoảng dịch Covid là gì? Một cái tổ chức mà có cái khả năng làm sao mà có thể học nhanh hơn, ứng dụng những điều mình học nhanh hơn các tổ chức khác, thì có khả năng là sẽ, hoặc là các đối thủ của mình có khả năng học nhanh hơn và áp dụng mạnh mẽ nhanh hơn các đối thủ, thì lập tức sẽ đứng ở trên đỉnh của đường cong học tập và nhận được một cái ưu thế, đó là ưu thế cạnh tranh bền vững duy nhất trong một giai đoạn đặc biệt trong lần khủng hoảng. Anh biết cái điều đó, cái câu đó đấy là một trong những lý do tổ chức học tập có cái chỗ đứng đến tận ngày hôm nay. Và với những cái tổ chức mà đa phần là cái tổ chức phát triển mạnh mẽ cũng như là luôn luôn ưu tiên cái sự bền vững, thì họ nhìn, họ nghiên cứu. Thì ở đây đối với Việt Nam thì tôi đưa ra bốn giai đoạn phát triển tổ chức học tập, cũng như là các nhìn ở trên này thì thứ nhất là tổ chức local, hai là tổ chức control, ba là tổ chức open và deep learn. Tức là gì? Tổ chức mang tính nội địa, mang tính tôi hay gọi là đặc trưng. Và thực thực phải nói trước là đây là một cái tổ chức, giai đoạn và phát triển của một tổ chức học tập, nó là không phải là một tổ chức nó đứng ở đấy thôi, mà là nó có thể, nó có nhiều giai đoạn phát triển, chứ không phải là bốn cái mô hình tổ chức khác biệt mà các nơi khác hay nói đến. Và cái giai đoạn này, nó khi mà những người lãnh đạo của tổ chức nhìn ra, hay là những cái nhân sự của toàn tổ chức đấy, thành viên của tổ chức đấy nhìn ở các giai đoạn nào, nỗ lực phối hợp cùng nhau giai đoạn nào, thì cái tổ chức đấy nó sẽ ở giai đoạn đấy. Đấy, 1, 2, 3, 4, đúng không? Thì cái đặc trưng thì tôi Việt hóa nó, và tôi sẽ gọi nó là tổ chức local, là tổ chức ứng biến này, bạn thấy nhá. Rồi tổ chức có tổ chức ứng biến, có tổ chức, cái này thì hay là mình hay gọi là vô tổ chức, thì không phải, mà chưa chưa được cái cấu thành cái sự tổ chức. Thì đấy là cái đặc trưng. Và khi mà tôi để cái hình cái bề ngang này thì mọi người Việt thì có cảm giác, đặc biệt cái doanh nghiệp Việt thì cảm giác là thích bởi vì dễ đọc. Nhưng mà thực sự thì chút nữa sang hình sau thì tôi sẽ nói rõ hơn. Thế cái đặc trưng này, cái trọng tâm của cái tổ chức này, local một, cái tổ chức một ấy, thì cái giai đoạn một ấy là chúng ta làm việc thiên về sự vụ, tức là việc đến đâu làm đến đó, chúng ta chạy theo việc, chúng ta chạy theo việc chứ chứ việc lại không chạy theo ta đó. Mà cứ có lúc nào ra mọi cái quyết định thì thường mang tính cảm xúc và trực giác, không hẳn là mọi nhưng mà đa phần là như vậy. Tôi thấy việc đến thì tôi làm, không có việc thì thôi. Doanh thu thì phải làm việc này, rồi chi phí thế này, thương hiệu thế này, tất cả thì là mang tính sự vụ, cảm xúc. Và cái tổ chức số 1 thì cái giải quyết vấn đề, họ có cái từ hay rất hay là từ single loop. Tức là single loop nghĩa là cái vòng lặp phản hồi ở trong tổ chức đó. Khi chúng ta đi học, chúng ta phải phản biện, chúng ta phải phản hồi, chúng ta tư duy thật là gọi là critical, đúng không ạ? Thế nhưng mà nhiều khi là chúng ta suy nghĩ, chúng ta phản biện, và hay nói đơn giản là chúng ta giải quyết vấn đề trong cái tổ chức số 1 ấy, thì họ chỉ giải quyết để mà nhanh chóng kết thúc cái vấn đề đấy, rồi đi sang một cái vấn mà giải quyết xong rồi đi đi làm việc khác tiếp. Có nghĩa là single loop là giải quyết nhưng mà không tận gốc, cho nên khả năng là cái vấn đề đấy sẽ lặp lại. Đó. Đấy là ba cái đặc trưng, ba cái đặc trưng sự vụ, cảm xúc, trực giác của tổ chức số 1, giai đoạn số 1, và giải quyết vấn đề là chỉ mang tính single loop thôi. Còn cái loại thứ hai là tổ chức có tổ chức, tuân thủ, quan liêu và tin cậy.
Lúc này là họ luôn luôn tập trung vào cái sự tuân thủ quy định kỷ luật là quan trọng nhất. Họ tin tưởng rằng phải có một cái sự kỷ luật nhất định, thậm chí có thể bằng cách áp đặt lên. Thì và lúc này dĩ nhiên là sự quan liêu nó xuất hiện, thì dĩ nhiên là mất đi cái sự tính sáng tạo. Thì cái tổ chức này nó mang tính gọi là organize, tức là quy mô hơn, quy củ hơn. Cái tổ chức số 1 là tổ chức ứng biến với sự vụ. Và cái tổ chức này chính vì thế nó cũng là gọi là cái cách giải quyết vấn đề nó cũng đầy đủ hơn, chặt chẽ hơn. Tức là giải quyết vấn đề, nhìn thấy vấn đề, giải quyết tận gốc thì thường nó mất thời gian. Nhưng cái khả năng mà vấn đề đấy sai lầm lặp lại một lần nữa là ít hơn hoặc không có. Đó. Còn cái tổ chức thứ 3 hoặc là giai đoạn thứ 3 là tổ chức đặc trưng của nó cũng mang tính ứng biến. Nhưng lúc này nó thay vì cảm tính sự vụ, nó liên quan, nó tập trung nhiều hơn đến cái sự liên minh, đến cái sự hợp tác, tin tưởng vào con người hay là chia sẻ nhiều hơn. Thì nó có một cái sự khác biệt, và đây chính là hai loại tổ chức số 2 và số 3, chính là sự khác biệt vô cùng lớn và cũng là đặc trưng ở rất nhiều các tổ chức Việt Nam. Nếu mà nhìn cách đơn giản, có nghĩa là có những cái tổ chức thì chỉ tập trung vào quy chuẩn, nội quy, quyết định, kỷ luật. Còn cái tổ chức số 3 này, đấy là tổ chức số 2 nhé. Còn cái tổ chức số 3 này thì là họ liên minh, đối thoại, họ tin tưởng vào sự sáng tạo. Họ coi những cái người ra quyết định ở trung tâm, chứ còn quy định không quan trọng. Cái nhóm start-up hay các nhóm mà các tập đoàn nó quá lớn rồi nhưng họ không muốn coi trọng quy trình, quy định ấy, thì họ sẽ quan tâm đến liên minh, đối thoại và chia sẻ. Nhưng cái đặc điểm của cái tổ chức này nó khác với tổ chức số 2 là single loop, nghĩa là họ nhanh, linh hoạt. Linh hoạt là cái từ khóa mọi người rất thích, nhưng chính đây là cái bẫy của sự linh hoạt. Nghĩa là khi mà nhìn thấy vấn đề hoặc problem hay là một cái sự việc xảy ra thì sẽ xử lý không đến tận gốc mà có thể khả năng lặp lại rất là nhiều. Và cái tổ chức cuối cùng chính là tổ chức ở bậc cao nhất, deep learn, hay nôm na chúng ta hay gọi là từ tốt đến vĩ đại. Thì số 2, số 3 là đã tốt rồi, nhưng số 4 chính là thể hiện của sự great, là sự vĩ đại. Thứ nhất là đặc trưng, đương nhiên là có tổ chức, chứ không ứng biến, chứ không chỉ là sự vụ, cũng không quá là không quá kỷ luật, nhưng cũng không quá là linh hoạt đến mức không kiểm soát được, mà nó hợp nhất. Hợp nhất là một từ khóa cực kỳ hay, bởi vì tôi nhìn thấy điều này ở rất nhiều các công ty mà chúng tôi làm việc cùng, là cái sự hợp nhất nó phải xuất phát từ các mục tiêu chung ở trên xuống, được chia sẻ với các đội nhóm phía dưới, từ dưới đội nhóm phía dưới chia sẻ các mục tiêu xuống cá nhân phía dưới. Đấy chính là đặc điểm và cái OKR mà mọi người với anh em nó thể hiện cái điều đó, cái sự hợp nhất đó. Và đương nhiên cái tổ chức này trong những cái quá trình start up hay là sáng tạo thì họ, hay là thậm chí cả khủng hoảng như là Covid, thì cái sức bật của nó vô cùng lớn. Mình có cái hình ảnh là bật một cái thì tất cả cũng bật lên, chứ không phải đang bật trên cái đệm nhảy thì tự nhiên có ông bật có ông không, thì nó không thể nào nó cùng bật nhảy cùng nhau được, và sẽ có người bị kéo lại. Và đương nhiên họ tự thích ứng, và cái sự hoàn hảo, cái sự vĩ đại hay là cái sự toàn diện của cái mô hình, của cái giai đoạn này, nghĩa là cũng double loop, nó vừa nhanh vừa sáng tạo vừa bật được thích ứng hợp nhất. Nhưng mỗi lần nó giải quyết một cái vấn đề, một cái sai lầm hay một cái thất bại, thì nó lại giải quyết đến một cách vô cùng thông minh, có nghĩa là giải quyết tận gốc nhưng mà nhanh. Đó chính là những cái đặc trưng cực kỳ lớn trong tổ chức học tập. Và tổ chức học tập học sâu, tổ chức học tập học rất sâu sẽ có cái chức năng này. Đây là cái mô típ, mô hình mà các bạn có thể đọc và nghiên cứu ở nhiều các nghiên cứu khác nhau từ những năm 80 cho đến tận sau này. Nhưng đối với tôi, qua nhiều thời gian nghiên cứu về quản trị mục tiêu, tôi cho rằng quản trị mục tiêu với những cái đất nước với nền kinh tế như Việt Nam thì vô cùng quan trọng. Và đó là trong thời gian chúng tôi đưa thêm một cái yếu tố là mục tiêu. Know, grow, show, go. Có nghĩa là với cái tổ chức giai đoạn 1 ấy, thì know là mình biết. Mình biết là không phải mình biết mình đâu, mà có khi là biết bên ngoài, biết thực tế, nhưng mà chưa hẳn là biết mình. Thì nghĩ rằng mình có thể đạt được mục tiêu này. Đó. Vì chính bởi vì nghĩ như thế cho nên cái sự hiểu mình nó chưa hẳn có, cho nên là cứ đặt mục tiêu thôi nhưng chưa chắc đạt được nó. Đấy là lý do chúng ta chạy theo việc, chạy theo mục tiêu. Còn cái tổ chức thứ hai ấy, họ tuân thủ quan liêu, tin cậy, có tổ chức.
kỹ lưỡng, họ grow, tức là họ đã có sự tăng trưởng rồi, họ có được sự trưởng thành nhất định và bắt đầu hiểu bản thân mình rồi, họ tin là mình có thể đạt được mục tiêu mà mình hướng đến. Dĩ nhiên họ phải có giá phải trả, họ kỷ luật quá, họ sắt đá quá, họ cứng nhắc quá, thì họ cũng có cái giá của họ, đó là cái sự sáng tạo, đó là sức bật, cái sự tự thích ứng nó bị yếu. Thì sang cái giai đoạn show là cái sự ứng biến nó cao, cái sự liên minh đối thoại chia sẻ cao. Đương nhiên họ cũng hiểu mình, nhưng họ cũng để thả lỏng, đủ linh hoạt. Và họ chứng tỏ với được bên ngoài là chúng tôi đủ linh hoạt để chúng tôi đạt được các mục tiêu ABCD. Nhưng thực sự nó sẽ không thể bằng cái giai đoạn thứ 4 là cái tổ chức học tập rất là sâu, the goal. Nghĩa là họ hiểu bản thân mình, họ kỷ luật nhưng họ đủ linh hoạt, đủ kỷ luật để họ hợp nhất, để họ có sức bật để sáng tạo và tự thích ứng trong toàn tổ chức. Đủ hiểu mình thì mới đặt mục tiêu ra đến đâu và đạt được với tới đó. Cái nhóm, khi mà làm việc với rất công ty, cái việc đặt mục tiêu và lên kế hoạch đó chính là điều thú vị nhất. Nếu mà bạn đủ hiểu mình thì bạn mới ra được cái mục tiêu tốt chứ. Bạn đủ hiểu mình mới lên được kế hoạch chứ. Bạn được ra được chiến lược. Thì đấy chính là cái quá trình the goal của Deep Learn, của cái tổ chức học sâu. Đạt được mục tiêu tới đâu thì đạt tới đó. Đây chính là đề án mà Respect Việt Nam và tôi nghiên cứu trong 5 năm qua với 4 cái giai đoạn, hay nhiều người nói là 4 mô hình của tổ chức học tập. 4 cái giai đoạn này, giai đoạn cao nhất, giai đoạn tốt nhất và có thể khiến cho các tổ chức trở nên vĩ đại chính là giai đoạn số 4. Học sâu, có tổ chức, hợp nhất, sức bật sáng tạo, tự thích ứng, có thể năng phản biện, giải quyết vấn đề tận gốc, không lặp lại nhưng trong một thời gian ngắn chứ không bị dài. Và quan trọng nhất là nếu họ có mục tiêu, họ đủ hiểu bản thân mình, đủ hiểu thị trường, đủ hiểu những cái gì diễn ra bên ngoài tổ chức của mình, để họ sẽ đặt ra mục tiêu cho tổ chức mình đến đâu thì đạt được tới đó, cũng như là các team, đội ngũ cá nhân của họ vậy. Cái đó mới là định nghĩa của cái sự vĩ đại của một tổ chức, mà cái cuốn Từ Tốt Đến Vĩ Đại đã nói điều đó. Đấy, thì tôi rất là mong muốn là các bạn nhìn nhận và các bạn sẽ đọc thêm cũng như là nghiên cứu thêm, và chúng ta hoàn toàn có thể trao đổi về nội dung này.